Có gì mà chơi? Thú vị lắm này. Hả? Thôi không mua đâu. Mua đi. Không mua. Mua đi. Thôi được rồi. Mua cho nhá. Yeah. A few moments later. Anh thấy người ta bán kèm nên là anh mua luôn. Các em thấy á, ở đây chị có rất là nhiều đồ chơi, nhưng mà chị sẽ chơi cái băng keo này trước, bởi vì chị đã chờ đợi nó từ anh tiểu thú rất là lâu rồi. Lâu gì mà lâu, đi mua có một tiếng à? Thì cũng là lâu đối với em, một tiếng mà chờ đợi đồ chơi giống như kiểu là một thế kỷ vậy. Ghê vậy. Đó, nhìn nó rất là đơn giản thôi đúng không các em, nhưng mà nó có phép thuật đó. Cái này thì chơi như thế nào? Thì mình có thể làm bong bóng từ băng keo. Bong bóng, à thổi lên xong rồi thả mấy cái này vào đúng không? Đúng thế, nó sẽ giãn nở ra, nghe nói là nó có thể giãn nở to như cái khinh khí cầu luôn ý. Dạ. Nhìn nó thì khá là giống băng keo hai mặt, nhưng mà không phải đâu nhá các em. Cái độ kết dính của cái băng keo này thì cực kỳ chắc luôn. Thế là băng keo mấy mặt? Một mặt. Còn em thì anh biết có mấy mặt không? Em thì có 100 cái mặt. Đúng rồi. Các em thấy nó dính cực kỳ chắc. Dán hai cái mép vào với nhau như thế này. Cái băng keo này nó sẽ rất là dính, nên khi dán mép thì mình phải dán cẩn thận. Chết coi rồi, nó dính tùm lum thế này. Nhìn chị Thơ làm ấy thì dối quá. Em cũng còn thấy đang thấy dối. Ui, đang thấy dối thì nữa, bay luôn cái bộ móng tay. Có thể lắm. Nó dính cái móng tay, giật phát rớt luôn cái móng tay ra ngoài. Đấy, dán hai cái mép như thế này thôi nhá các em. Đừng có dán sâu quá. Cái này dính quá. Nước nát tươm mà, bỏ đi. Làm cái khác. Thực ra làm cái này chị thấy cũng khó đấy các em, không hề đơn giản đâu. Đến cái việc cắt nó còn dính vào kéo luôn này anh tiểu thúi. Sau đó thì mình sẽ đổ kim tuyến vào bên trong đây. Rồi, đặt một cái ống hút vào vị trí này. Rồi dán các mép này lại với nhau. Chị để chừa cái chỗ ống hút. Rồi các em hãy cùng quan sát chị nhé. Chị sẽ thổi vào ống hút này. Anh nhớ là người ta còn đem đi sấy gì mà. Quên á. May quá, có tiểu thúi. Không là lại hư luôn rồi. À, đúng là băng keo hai mặt thật đó anh tiểu thúi. Sau khi mà lột cái mặt này ra thì nó khá là dính. Rồi, sấy cho nó khô cong luôn. Không biết sấy có cái tác dụng gì nữa mà chị sấy hoài không thấy khô. Làm đại đi. Wow. Mất công thật sự luôn á. Không được, thôi em lại làm bài kéo khác, sẽ làm lại. Thôi thử luôn đi anh, để thôi ha. Ủa sao vậy? Thôi phải đi sấy đi hả? Kim tuyến bắn đẹp
mặt em nào. Tại vì em đậy không kín á. Từ từ thôi. Rồi thêm một tí nữa, Bịt nó lại. Rồi. Ghê. Nếu như lần này không làm được nữa thì chị hứa là không bao giờ chị chơi cái trò mất thời gian và sự kiên nhẫn này nữa. Rồi, được rồi kìa. Thêm tí nữa. Một tí nữa. Thêm tí nữa. Vẫn được. Thổi tiếp đi. Còn lâu mới nghe lời. Rồi thả tay ra mà nó không vỡ mới gọi là đỉnh này. Thôi hồi hộp lắm đi. Ghê. Này, kìa em có thấy ở phía bên ngoài của nó không? À, bây giờ thì nó không dính lắm rồi này. Thế à? Làm thế nào để thả tay ra? Yeah, thành công! Thành công rồi! Kìa em nhìn nè. Được đấy, ghê đấy. Xịn sò chưa? Ui, nhưng mà hình như nó đang bị xẹp hơi xuống đúng không ta? Đâu anh xem nào, thả này. Trên tay em nè. Đã không anh rửa túi? Quả này cũng khá là chắc bền chắn đấy đó. À. Để anh thử đập dưới đất xem có sao không nhé. Dạ, nhẹ thôi nhá. Bền ghê á. Dai thật sự, dai này, em nhìn này. Wow. Tại em phá chứ không phải anh nhé. Tại vì anh làm lúc nãy nó mới phá ra như thế này đó. Em phá không phải anh. Nói chung là cái bộ đồ đấy chơi thì cũng khá là thú vị đấy. Nhưng mà nó mất thời gian và công sức. Nếu như mà bạn nào kiên nhẫn á, thì có thể làm những cái quả bóng trang trí rất là đẹp. Còn làm được cả bóng nước nữa đó các em. Bây giờ thì chị sẽ tập trung vào chơi mấy cái bộ này. Mấy bộ này thì chị cũng thích lắm. Chị sẽ chơi từ bộ nhỏ nhất đến bộ to nhất. Đây, ở trong đây thì chúng ta sẽ có một nhân vật em bé. Cái này thì chắc là nhiều bạn biết rồi. Bây giờ thì chị sẽ mặc đồ cho em bé. Chúng ta có hai em bé, một em bé da trắng và một em bé da không trắng. Bây giờ thì chị sẽ đội tóc cho hai em. Em bé da trắng thì chị sẽ đội bộ tóc này. Ui hói rồi. Ủa hình như là hơi hói đó anh Tiểu Thúy ha. Bộ đấy, cái tóc đấy không hợp với bạn ấy lắm. Mà em đừng có để ở trong đấy. Em để ra ngoài này luôn à. Không hợp thì mình sẽ thử thay tóc này. Hợp hơn chưa? Hợp hơn rồi đó. À cũng đúng thôi. Em bé ra màu này thì nên để cái tóc của em hơi màu. Wow, xinh thế nhỉ. Mặc cái quần này cho em nha. Thêm một cái áo. Khá là xinh. Còn em này thì sẽ mặc một bộ váy màu hồng. Thêm một cái áo hoodie màu hồng nữa. À rất là hợp với cái bộ tóc của em ấy luôn á. Bởi vì em cũng có một cái bông tai hồng kìa các em. Bạn này thì đi đôi giày con mèo. Tố anh biết tại sao em lại lựa chọn cho bạn này đôi giày con mèo? Tại vì cái áo bạn này có hình con mèo. Anh Tiểu Thư cũng khá thông minh đấy. Còn bạn này thì đi đôi giày trắng. Rất là hợp với cái phiền áo màu trắng này. Bộ này thì nhìn to hơn, oách hơn. Trong mỗi bộ thì đều có những cái câu chuyện riêng. Các em có thể nhìn thấy đây là cửa đi vào. Sau khi mở cửa đi vào thì chúng ta sẽ đến với một thế giới rộng lớn. Em có mặc đồ, mặc mỗi đồ lót thôi, kỳ cục quá đi thôi. Đi ra chỗ khác chút xíu chị mặc đồ cho nha. Đây là phòng ngủ của hai cô. Các em có thể thấy ở tủ này, chúng ta cũng có thể mở cánh tủ luôn. Giống như kiểu là được thiết kế 3D đó anh Tiểu Thứ nhỉ. Thế vậy. Còn đây là cái chăn đắp này. Bạn mèo này dài quá. Nhưng mà hiện tại chị đắp cho bạn mèo thôi chứ hai cô đó thì ra chỗ khác rồi. Còn đây là cái giường giống như kiểu là nổi luôn đó các em. Nổi khối à? Đúng rồi, em mới gọi đây là 3D. Cái này. Cái giường này đứng được luôn này. Sau đó tủ quần áo. Cái thảm này lấy ra được không? Không. Chỉ có lấy được mở được cánh tủ, những cái nào mở tủ được thì mới được thôi. Hoa thì lấy được này. Còn bên đây là khu vực tủ quần áo, chúng ta cùng khám phá xem bên trong tủ quần áo của hai cô xinh đẹp ấy là gì nhá. Wow, quần áo cũng lấy ra được luôn đó anh Tiểu Thúi. Ê, vậy có mấy bộ đồ vậy? 1, 2, 3, 4, 5. Em lấy một bộ đồ ra mặc thử đi. Mặc cho cô hả? Đây. Cô này ăn mặc anh lựa chọn quá.
Trước tiên thì cô ấy cần mặc áo. Đúng rồi, cần phải mặc áo mà. Thôi, phải mặc quần trước đi. Tóc của chị này có gỡ được không? Thôi, mặc một cái váy này đi. Phải gỡ tóc qua trước. Đúng rồi. Ui, gỡ tóc ra thì nhìn mắc cười lắm anh tiểu thúi ạ. Thành đầu chọc luôn. Ê, mặc một cái váy này nhá. Lệch tới kia. Lệch đâu? Đúng rồi. Rồi, đội tóc giả vào đi. Trời ơi, tóc thì không mọc được. Tóc thì không mọc được, quần áo thì không mọc luôn. Quần áo cũng không chịu mặc. Chị này mắc cười, kỳ quá nha. Chị này kỳ quá, mai mốt đừng có như vậy nữa nha. Tại anh kêu gỡ ra bây giờ không gắn được vào đầu nữa này. Chị đứt cổ người ta luôn đấy nha. Không phải đâu, cái bộ tóc này người ta đã gắn bị lệch á. Thôi kệ nó, như thế này là cũng mặc vừa đồ rồi. Bây giờ bạn này sẽ dắt các em đi tham quan nha. Dưới này thì còn có một tủ dép, do là đi ở trong nhà cho nên là chị sẽ lựa chọn một đôi dép trong nhà. Thôi khỏi quá, đi chân đất trong nhà luôn này. Sau đó thì mời các bạn qua tham quan căn phòng thứ hai của nhà mình nhá. Xin giới thiệu với các bạn, đây chính là nhà bếp của nhà mình. Trong nhà bếp thì có tủ lạnh, trong đây thì món gì cũng có. Pizza nè, cá chiên nè, bít tết nè, rồi cái trứng chiên kìa. Trứng chiên, nói chung là rất là nhiều thứ. Bên trên tủ này là gì đấy nhỉ? Đây là ngăn đá. Có nhiều kem quá đi thôi. Ủa sao lại còn có cả donut nữa bánh nhỉ? Bánh donut này thì rất là tiện luôn á. Chị ấy để ở trong, bạn ấy để ở trong đây, để khi nào mình muốn ăn mình chỉ cần lấy bánh donut ra rồi cho vào lò vi sóng. Đây nè, lò vi sóng này cũng mở được luôn. Wow, đỉnh vậy. Đỉnh, giờ em sẽ thử lấy ra để cho vào lò vi sóng nhé. Đó. Nhì ghê đấy. Rồi, bấm nút. Như vậy là đã có bánh ăn rồi đấy các bạn. Rất là nhanh gọn lẹ đúng không nào? Quên lại, đến giờ quên đóng tủ lạnh. Tủ lạnh mà để ra lâu như vậy không đóng thì sẽ rất là tốn điện và nhanh hư tủ lạnh. Thế còn mấy cái dưới này là gì? Máy giặt à? Cái dưới này là lò nướng đó anh tiểu thúi. Có trông giống máy giặt thế. Trong lò nướng này có gì? Ôi, không có gì cả. Còn nướng thì để nướng bánh thôi. Bên đây á thì chúng ta có rất là nhiều những cái kệ để những cái đồ khác giống như nồi niêu xoong chảo nè. Mấy cái đồ để lấy ra được không? Được chứ. Giờ thì chị sẽ lấy cái đồ chiên trứng này ra và đặt lên cái bếp. Hiện đại quá vậy. Cái gì cũng có, căn nhà này xịn quá. Sau đó thì chúng ta có thể lấy thêm cả một cái nồi canh này ra để đặt vào trong bếp này. Vậy là chúng ta đã vừa có một nồi trứng chiên và một nồi canh rau củ quả rồi đó. Chị sẽ mang đồ ra đây để ăn. Thêm một cái bánh donut nữa. Ngoài ra thì ở nhà của cô này còn nuôi thêm một bạn mèo rất là cưng và chị sẽ gọi bạn ấy là mèo bơ. Đây là phòng tắm này. Phòng tắm. Dẫn chị ấy đi tắm đi. Mặc bikini rồi. Các bạn ơi, phòng tắm đã quá đi thôi. Lấy sữa tắm bồn chứ. Không, lấy sữa tắm xịt 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 xịt. Xịt 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 xịt. Thôi, đậy rèm vào đi. Tự nhiên đi coi người ta tắm làm gì. Dô riêng anh tiểu thúi muốn coi người ta tắm thì có. Con ở bên đây. Cái này dùng thử. Dùng kiểu là để em cho dùng thử. Đây. Đó. Dùng kiểu này này. Ủa nhưng mà phải cởi quần ra thì mới ị được chứ. Vô duyên. Thôi bỏ cái này đi, cái này tự nhiên không mặc đồ, không mặc quần áo gì hết. Bỏ cái này đi, mình sẽ chơi cái khác. Còn đây là máy giặt nè. Đúng rồi. Còn đây là máy giặt cửa trước luôn. Đây là bồn rửa, có kem đánh răng nè, có ly để rửa đánh răng nữa nè. Cái phòng này thì khá là đẹp, thiết kế khá là đẹp. Đây còn có một tấm rèm có hình bạn mèo nữa. Cái tấm rèm này thì để che nè. Đây còn có một bộ quần áo tắm này. Bộ đồ tắm đó, cái rèm này á là để che đó anh tiểu thúi. Ví dụ ai đánh răng ở ngoài đây thì sẽ không nhìn thấy người tắm ở bên trong. Rất là hiện đại luôn đó, chứ không phải vô duyên nha anh tiểu thúi. Lúc nãy người ta tắm mà cứ nhòm nhòm. Sau khi tắm xong thì chúng ta sẽ đi siêu thị. Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn được rất là nhiều đồ đạc. Các món đồ đạc thì đã được kê sẵn ở trên kệ rồi. Thú vị quá đi thôi. Nào là bánh này, trái cây này, hoa quả này. Bên đây còn có một cái giỏ để đi siêu thị nữa đó anh tiểu thúi. Ở đây thì chúng ta còn có cả cô tính tiền. Máy tính tiền, máy cà thẻ. Xịt ơi là xịt. Mấy cái đấy lấy ra được không chị Thơ? Máy tính tiền này lấy ra được luôn này anh tiểu thúi. Đưa cho anh đi. Nhà anh không có máy tính tiền. Nhưng mà không sử dụng được đâu. Cái máy vi tính này lấy được không? Cái máy vi tính này không lấy được đâu. Nó có cái gì ở đây mà nó đã bị rớt rồi đó. Cái này lấy ra được này anh tiểu thúi, để mình có thể mang đi á.
mang đi siêu thị á, nhưng mà ui rách luôn rồi. Qua khu vực bên đây thì chúng ta có rất là nhiều những cái đồ ăn thức uống, phô mai, sữa và cả thịt nữa. Tại vì phía khu vực này là quầy bảo quản đông lạnh đó anh Tiểu Thúi. Các em có thể thấy là cái siêu thị mini này rất là đa dạng đúng không? Rồi trang tiếp theo thì có gì? Trang tiếp theo thì không có gì cả, có một cái list những cái đồ mà chúng ta cần phải đi mua. Ví dụ như mẹ của chúng ta dặn chúng ta đi mua cái gì thì sẽ đánh dấu ở đây, sau đó đem đến siêu thị và lựa theo những cái đó. Bộ này chả có gì hay, ngoài chơi ra, bộ khác đi chị thôi. Ngoài ra còn có mấy cái này nữa này, cái này là thẻ tín dụng. Cho anh thẻ tín dụng để đi mua này. Ok. Anh cũng cà thẻ. Nhưng mà cái thẻ đó chỉ được cà trong siêu thị này thôi, ở mấy chỗ khác cà là người ta đánh cho bầm mặt á. Ở đây thì còn có rất là nhiều những cái bộ tương tự như thế. Đố anh Tiểu Thúi em này. Ủa, là em gì? Củ cà rốt này là ở siêu thị mà, sao bạn này lại ăn cắp về đây vậy? Thì bạn này thích ăn cà rốt. Đố anh Tiểu Thúi em này là em gì? Em này là một em hướng dương. Em này là một em chuột. Chuột chuột thích ăn hướng dương ấy. À. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá xem nhà của chuột thì có những gì nhá. Wow, còn chuột... nhà cái là thấy bồn tắm luôn, chứng tỏ em chuột này rất là sạch sẽ luôn. Chuột này thích tắm lắm này. À, nhưng mà em chuột thì không tắm bằng nước đâu. Tắm bằng gì? À, tắm bằng cát. Đâu cát đâu? Cát ở trong đây anh không thể nào nhìn thấy được. Đâu để anh mở ra là anh thấy. Ôi đồ riêng, tự nhiên đi phá của người ta. Sau khi tắm xong thì em chuột sẽ mặc quần áo nhá. Ồ, tự nhiên mang cả đồ ăn đi tắm. Đồ ăn, đồ mô hình thôi mà. Đó, em ấy thì chỉ mặc quần thôi chứ không có cần. Ủa, mặc cái đấy là áo mà chị Thơ. Nhưng mà em ấy không, đây áo mặc lệch. Tại vì áo này nó có tay sẵn rồi, em cứ tưởng là mặc dưới. Em ấy thì không cần mặc quần. Sau đó thì đội một cái mũ rất là ngầu. Xịn chưa anh Tiểu Thúi? Ghê. À, chúng ta... đẹp trai hẳn lên. Còn cái gì nữa kìa, cái khăn quàng cái gì kìa. Cái này là cái đồ bịt mắt á. Nhưng mà bịt mắt thì không thấy đường. Chúng ta hãy cùng qua bên đây. Bên lại đây có hướng dương. Lại có hướng dương thì hướng dương sẽ cho vào trong cái này này. Đó. À, đổ hướng dương vào đấy để ăn đúng nhâm, không? Nhâm. Trời ơi, bàn ăn của bạn đấy kìa. Nhâm. Còn đấy là cái còn gì? Đây em nghĩ là khu vực để ngủ đó. À, cái võng. À, hợp lý. Thôi để bạn ấy ngủ đi. Ngủ ngon nha, chúc em ngủ ngon. Ngoài ra thì ở đây chúng ta còn có thêm một bạn gì nữa anh Tiểu Thúi biết không? Bạn này bạn mèo á. Đúng thế, bạn mèo thì kêu meo meo. Hai bạn đấy mà gặp nhau là thôi đấy. Cũng chan chỉ giống như cái kia. Không, bữa nay mèo là chuột và bạn mà giống như Tom và Jerry bữa nay ngừng chiến rồi. Hả? Đó, bạn ấy sau khi tắm nhu. Bạn mèo thì tắm bằng nước được nhưng mà bạn ấy cũng không thích tắm một tí nào. Và không mặc đồ nữa, hơi bị quê. Nên là quyết định là chỉ... Đấy, cái bộ đồ này rất là hợp với bạn ấy. Ôi, như kiểu đầu bếp ấy nhỉ? Anh Tiểu Thú đã nói chính xác rồi đấy, bạn ấy chính là một đầu bếp. Và đây là nơi làm việc của bạn ấy. Bạn ấy sẽ là người nấu những món ăn ngon cho bạn chuột ăn. Còn bên đây là khu vực gì đây nhỉ? À, cái đấy là cái như kiểu cái lồng để đưa mấy bạn mèo. Không phải, cái lồng này là lồng đi vệ sinh đó. Vậy hả? Dạ, đây nè, cái chỗ này là chỗ đi vào để đi vệ sinh nè. Nhìn thấy giống y chang mặt bơ nhà chị ấy. Mỗi lần mà bạn ấy đi vệ sinh, bạn ấy thường thò cái đầu ra ngoài. Y chang kiểu này, người ta sạch sẽ mà. Đây là nhà vệ sinh. Còn cái bộ này bạn vịt cũng rất là dễ thương này các em. Đã quá đi thôi. Nhưng mà video này quá là dài rồi, cho nên là chị sẽ kết thúc ở đây. Nếu như bạn nào thích thì hãy thả like cho video này. Hôm sau chị sẽ mua thêm nhiều bộ đồ chơi thú vị khác để chơi cùng các em nhá. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Bye bye các em và hẹn gặp lại các em trong những video sau.